Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ sắp trừng phạt Việt Nam vì thao túng tiền tệ. Hãng tin Bloomberg vào hôm 30 tháng 9 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch trong vài ngày tới sẽ công bố cuộc điều tra về hoạt động thao túng tiền tệ của Việt Nam. Kết luận điều tra sẽ là cơ sở để Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt thương mại lớn cho Việt Nam. Cuộc điều tra chống trợ giá của Bộ Thương mại Mỹ đối với lốp xe hạng nhẹ nhập khẩu từ Việt Nam đã giúp Bộ Thương mại và Ngân khố Hoa Kỳ xác định Việt Nam là chủ tâm hạ giá tiền đồng Việt Nam thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Đây là hình ảnh cuộc tranh luận bầu cử đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Dân chủ cựu Phó Tổng thống Biden vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống đang vào giai đoạn nước rút. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vừa nhiễm virus corona, nhưng một cuộc điều tra về hoạt động tiền tệ của Việt Nam đã được thực hiện theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Phía Mỹ định nghĩa rằng thao túng tiền tệ là nhà nước thay đổi tỷ giá hối đoái để có lợi cho các nhà xuất khẩu của chính quốc gia đó và làm cho các nhà nhập khẩu phải tiêu tốn thêm nhiều hơn trong trao đổi thương mại. Truyền thông quốc tế nhận định các cuộc điều tra kiểu như thế này thường kéo dài nhiều tháng, vì vậy bất kỳ việc áp thuế suất nào cũng sẽ không thể xảy ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11. Dự đoán mức độ trừng phạt Việt Nam trong thời gian tới, tác giả David Hood trên trang Asia Times vào ngày 1 tháng 10 nhận định rằng có hai lý do để có thể khiến Hoa Kỳ nhẹ tay đối với Việt Nam. Vì thứ nhất, các công ty đa quốc gia lớn của Mỹ như Apple, Google đã chuyển nhà máy và chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm ngoái, dẫn đến việc xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ tăng lên là do kết quả của việc Mỹ tách khỏi Trung Quốc. Và thứ hai, Việt Nam đã nổi lên như một đồng minh địa chính trị lớn của Mỹ trong khu vực. Tác giả cũng viết, trước những lợi ích chiến lược đó, có vẻ như Washington sẽ không áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể đối với Việt Nam vì cáo buộc thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, nhiều khả năng một số loại hàng hóa chọn lọc sẽ bị trừng phạt thuế quan. Hôm 1 tháng 10, khi được hỏi việc Hoa Kỳ có thể điều tra về chính sách tiền tệ của Việt Nam trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng cho rằng các cơ quan liên quan của Việt Nam đang trao đổi với Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng trong buổi họp báo Bộ Ngoại giao thường kỳ vào tháng 10 năm 2020 được tổ chức vào chiều ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội. Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cũng chính là đạo luật đã được áp dụng đối với Trung Quốc để áp đặt thuế quan đối với hàng tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Biện pháp bảo hộ mậu dịch bằng thuế quan này của Hoa Kỳ đã dẫn đến cuộc chiến mậu dịch căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trước đó, vào ngày 29 tháng 5 năm 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô thương mại và tỷ giá của các đối tác có quan hệ thương mại lớn với Hoa Kỳ, đưa ra danh sách 9 quốc gia cần phải giám sát, trong đó có Việt Nam. Mỹ cũng đã sử dụng 3 tiêu chí để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia như thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la và can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Về tiêu chí đầu tư là thặng dư tài khoản vãng lai lớn hơn 3% GDP, truyền thông trong nước đánh giá Việt Nam vẫn chưa vi phạm tiêu chí thặng dư tài chính vãng lai vì GDP dưới 2%. Vì vậy, rủi ro bị Mỹ gián mác thao túng tiền tệ là không lớn, ngay cả khi Việt Nam vi phạm tiêu chí về việc mua ròng ngoại tệ. Về tiêu chí thứ hai là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, vào năm 2019, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 61,3 tỷ đô la, nới rộng mức thặng dư thương mại từ 34,8 tỷ đô la vào năm 2018 lên 47 tỷ đô la. Trong khi đó, số liệu từ phía Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại với Việt Nam vào năm 2018 là 39,5 tỷ đô la và năm 2019 tăng lên 55,8 tỷ đô la. Như vậy, dựa theo căn cứ số liệu từ phía Việt Nam hay phía Mỹ thì Việt Nam đã vi phạm tiêu chí này. Về tiêu chí thứ ba là can thiệp vào thị trường ngoại hối vượt quá ít nhất 2% GDP. Truyền thông trong nước nhận định so với các nước trong khu vực, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam trước năm 2016 chỉ ở mức xấp xỉ 60 tỷ đô la, vẫn ở mức thấp. Động thái bổ sung tổng dự trữ ngoại hối quốc gia lên xấp xỉ 80 tỷ đô la của Việt Nam trong năm 2019 là hợp lý và có thể giúp Việt Nam giải trình cho việc Mỹ đánh giá là thao túng tiền tệ. Trong năm 2019, ngành ngân hàng của Việt Nam đã mua vào 20 tỷ đô la
và nâng tổng dự trữ ngoại hối quốc gia lên xấp xỉ 80 tỷ đô la. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng vào năm 2020, ngày 2 tháng 1 năm 2020. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đánh giá đây là một thành tích lớn lao của ngành ngân hàng. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đặc biệt khen ngợi thành quả này của ngành. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng vào năm 2020, ông Phúc phát biểu như sau: người ta không ngờ ngân hàng nhà nước đã làm ra nhiều tiền lớn như thế. Ông Phúc còn nói thêm rằng, dù ngân hàng nhà nước đã mua vào tới 20 tỷ đô la, tức là khoảng nửa triệu tỷ đồng, song lạm phát không tăng. Ông nói, Việt Nam là một trong những nền kinh tế mới nổi, kiểm soát được lạm phát ở mức thấp nhất. Điều này nói lên sự khéo léo điều hành của ngân hàng nhà nước. Cũng tại hội nghị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã phát biểu, tăng lượng dự trữ ngoại hối Việt Nam lên ở mức lớn là 79 tỷ đô la là tấm đệm phòng ngừa cho an ninh tài chính quốc gia, ổn định vĩ mô, trong đó có tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Thống đốc Hưng cũng khẳng định, ngân hàng nhà nước sẽ không bao giờ dùng tỷ giá để cạnh tranh với các đối tác thương mại, không can thiệp có chủ đích vào chính sách tiền tệ để tạo thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Ông Hưng cũng luôn khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ. Cũng tại hội nghị của ngành ngân hàng vào năm 2020, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ. Theo luật Mỹ, Bộ Tài chính duy trì tên của các nước trong danh sách theo dõi trong hai kỳ báo cáo liên tiếp một khi tên các nước bị nêu ra. Do đã nằm trong danh sách hồi tháng 5 năm 2019, nên Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2020 vào ngày 2 tháng 1 năm 2020. Bộ Tài chính Mỹ vào hôm 14 tháng 1 tiếp tục cho biết Việt Nam là một trong 10 quốc gia cần giám sát về nguy cơ thao túng tiền tệ. Báo cáo bán thường niên của Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 10 nước có lẽ đã sử dụng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi thế về xuất khẩu so với Mỹ. 3 trong số 10 nước này là Việt Nam, Malaysia và Singapore thuộc khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ nhận thấy Việt Nam chỉ vi phạm một trong 3 tiêu chí trong báo cáo mới nhất, giảm so với 2 vi phạm được nêu ra trong báo cáo vào hồi tháng 5 năm 2019. Báo cáo của Bộ nói Việt Nam vượt ngưỡng báo động về thặng dư hàng hóa song phương, hay nói cách khác, Việt Nam hưởng xuất siêu sang Mỹ là 47 tỷ đô la, mức cao thứ 6 trong các đối tác thương mại chính của Mỹ. Trong khi đó, so với kỳ báo cáo trước, thặng dư cán cân vãng lai của Việt Nam đã giảm xuống dưới 2% GDP, nên Việt Nam không còn vi phạm tiêu chí này. Sau khi báo cáo với phía Mỹ được đưa ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng ngày 14 tháng 1 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan bộ ngành để trao đổi làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chính Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác, đồng thời tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, điều chỉnh tỷ giá linh hoạt, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Các báo Việt Nam cũng đưa tin như vậy. Và để phần nào xoa dịu tình trạng thặng dư thương mại với Hoa Kỳ vào cuối tháng 2 vừa qua, Việt Nam đã ký cam kết mua 3 tỷ đô la hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng 2-3 năm tới. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và lãnh đạo bang Nebraska tại Hoa Kỳ đã ký kết 18 biên bản ghi nhớ mua bán nông sản giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của bang Nebraska để diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản được diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2020 tại bang Nebraska, Hoa Kỳ. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 18 biên bản ghi nhớ với 4 hiệp hội ngành hàng của bang Nebraska để mua hơn 3 triệu tấn lúa mì, lúa mạch, 100.000 con bò sống, thức ăn chăn nuôi, hoa quả, ngô và đậu nành. Truyền thông Việt Nam cũng cho hay việc ký kết đã diễn ra cùng với các thỏa thuận và hoạt động tại Mỹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch hành động tiến tới cán cân thương mại hài hòa bền vững giữa Việt Nam và Mỹ. Ngoài cam kết mua nông sản, phái đoàn Việt Nam dịp này còn làm việc với các cơ quan hữu trách và cơ quan quản lý Mỹ nhằm tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về xuất nhập khẩu thương mại nông sản giữa hai nước. Con số gần 20 doanh nghiệp Việt Nam tới Mỹ lần này chiếm hơn 60% tổng kim ngạch nhập khẩu ngũ cốc và nguyên liệu thức ăn gia súc của Việt Nam. Cũng trong khi đó, tờ báo Bloomberg cho biết rằng các lãnh đạo Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để tránh chung số phận với Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào giữa năm ngoái đe dọa rằng ông muốn đánh thuế lên Việt Nam vì quốc gia Đông Nam Á này gần như là một nước lạm dụng tồi tệ nhất sau khi nghi ngờ rằng các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất lại được đội mác Việt Nam nhằm né lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Trước động thái này của Washington,
Hà Nội thời gian qua đã thắt chặt các quy định về nguồn gốc, các nguyên liệu, đầu vào, công nghiệp, nhập khẩu. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hứa rằng Việt Nam sẽ mua thêm các sản phẩm của Hoa Kỳ, chẳng hạn như máy bay của công ty Boeing. Và vào tháng 8 năm ngoái, lần đầu tiên Việt Nam cho biết đang đàm phán để mua than của Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 với bản tin Mỹ sắp trừng phạt Việt Nam vì thao túng tiền tệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.